Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Xin thân ái kính chào quý khán thính giả của Tin Vui Media. Kính thưa quý vị, rất nhiều anh chị em trong ca đoàn khi chúng ta cầm lên và hát một bài hát mà thấy tên đề tác giả là của nhạc sĩ Nguyễn Mộng Huỳnh thì thường hay thắc mắc là không biết tác giả này là người nào, người như thế nào. Và nhất là khi mà chúng ta mới nghe cái tên thì rất là dễ mến, Mộng Huỳnh, nghe nó nhẹ nhàng, và cầm bài hát lên thì đúng thật rất là tâm tình, thiết tha, tình cảm. Vâng, hôm nay trong chương trình Thánh Ca và Đời Sống, Kim Thúy xin trân trọng giới thiệu đến quý vị linh mục nhạc sĩ Nguyễn Mộng Huỳnh đến từ Úc Châu. Vâng, con xin chào cha. Thân chào Kim Thúy và cảm ơn tất cả người lập ra thành cái chương trình Thánh Ca và Đời Sống này để tôi có dịp để xuất hiện cho mọi người biết mặt. Dạ, vâng. Xin chào tất cả khán thính giả của Tin Vui Media. Dạ vâng, con cảm ơn cha. Thưa cha, thật sự chúng con là đã được hát rất là nhiều bài hát của cha sáng tác, nhưng mà để hiểu biết về cái hoàn cảnh nào mà dẫn đưa cha đến công việc sáng tác thì chúng con chưa biết được nhiều đâu. Vậy thì ngày hôm nay cha có thể chia sẻ một chút đến với quý khán thính giả về cái nguyên cớ nào mà cha, nguyên do nào đã dẫn đưa cha đến việc sáng tác, nhất là sáng tác thánh ca, thưa cha. Thực sự thì nó bắt nguồn chắc là lâu lắm, từ hồi còn thơ ấu cơ. Tôi nhớ là hồi còn bé đi lễ với lại chị cả của tôi đó, thì chị ở trong ca đoàn ở nhà thờ Dục Mỹ hồi đó. Thì tôi không được tập hát, nhưng mà tại đi với chị nên phải chờ chị tập hát, hát trong ca đoàn xong rồi mới về. Nên thánh ca đã nhập vào trong tâm hồn mình từ đó. Rồi khi mà vào chủng viện thì là hát thánh ca không thôi. Dạ, vâng. Nên tôi bây giờ tôi vẫn còn nhớ những cái bài rất là đơn sơ, thánh vịnh của kênh chiều chủ nhật đó, nó thấm vào lòng mình, nó làm mình xúc động. Do đó mà khi mà viết thánh ca thì nó bật ra thôi. Tại vì mình đã thấm đẫm với lại những cái bài thánh ca trong tâm hồn mình. Nhưng mà tôi chính thức viết thánh ca là khi mà năm 75 đó. Là lúc đó là sau 30/4/75 thì tôi phải trở về, tôi đóng cửa chủng viện để trở về. Thì tôi nhớ là hồi đó cha già Hưng, cha Cố Hưng đó, ngày giao tôi cái ca đoàn rất là nhỏ, có 12 em thôi. Rồi ngài bảo tôi là tập hát để đi tham dự lễ truyền chức của Đức Cha Bùi Tuần. Vâng. Đó. Nhưng mà cái chương trình này như là vào tháng 5 thì mới chuyển chức. Nhưng mà ngày 30/4 đổ ập đến. Do đó mà Đức Cha Bùi Tuần chuyển chức vào ngay ngày 30/4/75. Nên không có cơ hội mang ca đoàn đi hát nữa. Thì đó là cái, rồi tôi trong thời gian tôi sinh hoạt, tôi tập hát cho các em thì bắt đầu viết. Nhưng mà lúc đó tôi mới viết chập chững thôi, chưa viết nhiều. Nhưng mà cho đến năm 78 đó, khi tôi chính thức tôi giúp sứ đó, thì mới thực sự lúc đó vì cái nhu cầu, tại vì hoàn cảnh các cái bài hát không có nhiều, tại vì ở vùng quê đó, vùng Cái Sắn đâu có sách hát đâu có gì đâu. Cho đó mà có những bài dân lễ mà không có sách hát. Cho đó mà tôi tự sáng tác. Và từ đó nó mới sinh ra, tôi mới viết được những cái bài mà nó vào giờ nó vẫn nổi tiếng, là bài Một Niềm Phó Thác là tôi viết năm 78. Rồi sau này năm 80 tôi viết bài Lễ Dân, mà có tựa đề là người ta viết là Con Dân Chúa đó. Rồi là họ lấy ba cái chữ đầu của cái bài đó làm cái tựa đề. Và rồi họ cũng không biết tác giả là ai, do đó mà họ đã đề tác giả là Francisco. Vâng, đúng như vậy. Thật sự khi mà nhìn vào trong các cái sách hát bây giờ là bị đề là Francisco. Cho đến ngày hôm nay, cho đến cái cuốn sách hát của Hát Lên Mừng Chúa ra đời thì mới được có tên của cha Mộng Huỳnh. Thì vậy là cái bài Một Niềm Phó Thác đã là 40 năm. 40 năm rồi.
mà bài đó thì không, khi mà nói tới tên là ai cũng phải biết. Mình sẽ có cái thời gian để cha con mình sẽ nói về cái bài đó nhiều hơn nữa cha nhé. Vậy thưa cha, cái tên tác giả của cha đó, tên của cha đó là tên thật Nguyễn Mộng Huỳnh hay là cái bút hiệu mà cha dùng? Tôi tên thật là Huỳnh, họ là Nguyễn, nhưng mà tôi chỉ đổi cái tên đệm thôi. À, cha từ cho... Văn qua Mộng. Thế hả cha? Cái, tại sao vậy? Nhưng cha mà cái bút hiệu đó tôi lấy từ hồi mà tôi học lớp 10 cơ. Vậy thì con nghĩ là nó phải có một cái ý nghĩa gì với cha khi cha... À, tại vì tôi, anh em trong lớp cứ nói là người mơ mộng. À. Huỳnh the Dreamer. Ồ, vậy á cơ. Chữ mộng nó có là... Cho nên nghe nó nhẹ nhàng, rõ ràng là vậy, nghe rất là nghệ sĩ. Tại vì tôi rất là mơ mộng ngay từ nhỏ. Cho nên thật sự khi con mới nghe vậy Nguyễn Mộng Huỳnh, con không nghĩ đó là một linh mục. Tại vì như vậy, nhưng mà thật sự nó cũng thể hiện qua những cái bài thánh ca mà cha sáng tác. Rất là tình cảm, rất là nhẹ nhàng. Nó có những bài lâu lâu, như cái bài cha nói, bài Con Dâng, nó lại mang cái sắc thái của dân ca. Cho nên là con rất thích nhiều bài trong đó cha sáng tác rất là hay. Vậy thưa cha, cha có cái phong cách nào, cha phải có cái cách nào để cha làm để cha có một cái phong cách của cha Nguyễn Mộng Huỳnh, là tại như con nói đó, nó nhẹ nhàng, nó mượt mà. Có lẽ là nó xuất phát từ văn sao thì người vậy, thì nhạc sao thì người cũng vậy. Thì tại vì nó là cái, tôi là người rất dễ cảm xúc, rất là dễ nhảy bén. Cho đó mà nhiều người nói tại sao cái tên đệm của cha giống con gái quá, mà thực sự tôi nhiều nữ tính lắm, dễ khóc lắm. Tôi dễ khóc lắm. Nhưng mà thật sự nhìn tướng của cha đạo mạo thì thế này thì không giống tí nào hết. Nhưng mà giống như con nói là chia sẻ với cha, hồi nãy con có chia sẻ trước khi mình nói chuyện là cha Nguyễn Hùng Cường, được biết là cha là anh họ của cha. Phải không cơ? Đúng rồi, cha Nguyễn Hồng Kiều là anh họ của và tôi. Có một lần phỏng vấn nói chuyện với ngài tâm sự thì ngài có tâm sự với con vậy, là chúng con là ngài đã đi tu chính vì nhìn cái hình ảnh đạo mạo chỉnh chu của cha mỗi một dịp hè cha về nhà thì đã nhìn vào hình ảnh đó và cha đã đi tu. Thì khi nói lại đến cái việc này thì con thấy là cha Nguyễn Mộng Huỳnh, cha Nguyễn Hồng Cường đều là những nhạc sĩ. Quê của cha là ở Long Xuyên phải không cơ? Quê Long Xuyên. Mà con nghĩ là nhưng mà nguyên quán của tụi tôi đó là làng gọi là làng Quang Dực. Ở đâu vậy chứ? Quang Dực từ ngoài Bắc á, gốc là Quang Dực, nó là thuộc địa phận Hải Phòng. Ở Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Ninh. Thì cái làng Quang Dực đó, tôi nghe mẹ tôi kể là nơi mà xuất phát hồi đó, là cái làng Quang Dực là tất cả những người đi dâng hạt, dâng hoa là luôn luôn là đạt ấy cho cả huyện. À. Đó mà mấy người cháu và tôi họ cũng rất thích ca hát. Nó có cái máu mà cho đến đó. Đời của cha với cha Hùng Cường thì lúc đó nó trở thành là những nhạc sĩ, mà ngay cả ở giáo phận Long Xuyên nữa, không thấy chưa? Vâng, thì giáo phận Long Xuyên thì nó cũng cơ duyên sao đó, thì giáo phận Long Xuyên rất là nhiều nhạc sĩ. Từ cha Văn Chi, rồi cha Giao Kim, Duy Thiên, xong rồi Giao Kim, rồi cha Nguyễn Văn Tuyên khi qua đây thì cũng viết nhạc. Còn tôi thì tôi viết nhạc lúc đó nhưng mà cũng chưa có ai biết, rồi tôi viết nhạc sớm lắm. Tôi viết nhạc sớm lắm, nhưng mà cho đến những cái bài nổi tiếng thì lúc đó tôi cũng viết, lúc đó tôi còn trẻ lắm, 22, 23 tuổi thôi. Và cho có khoảng bao nhiêu bài hát? Hiện tại cho đến bây giờ tổng kết cái cuốn tuyển tập thánh ca của tôi mà do anh em lớp để in ra trong cái dịp kỷ niệm 50 năm đi tu á, 68-2018 đó, thì là hiện tại là trong đó là cuốn tuyển tập đó đầy đủ hết những cái bài cũ bài mới mà tôi còn nhớ được, tôi gom lại á, thì là 150 bài. Nhưng mà cái số lượng sáng tác tôi nghĩ là nhiều hơn 200 bài. Nhưng mà những bài đó thường xuyên sử dụng thì mọi người biết đến, vậy là cũng là một con số con nghĩ là khá lớn. Không có nhiều, nhưng mà để sử dụng 150 bài con nghĩ là nhiều rồi, tại vì có nhiều tác giả thật sự làm nhiều lắm, nhưng mà những bài hát mà được sử dụng thường xuyên cũng rất là hiếm lắm. Dạ vâng. Thì thưa cha, vậy thì chúng con được biết là cha là một trong những thành viên của Hội Nhạc sĩ Hải Ngoại, Hội Nhạc sĩ Công giáo Hải Ngoại. Và cách đây 2 năm thì hội đã cho ra mắt một cái cuốn tập nhạc tuyển tập, trong đó có gồm có rất là nhiều tác giả ở trong hội, những bài hát ở trong đó. Đó con cảm thấy đó là thật sự đó là một cái công trình, một cái sự cố gắng rất lớn của hội để mà cho ra tuyển tập đó.
Nhưng cũng có một số người thì lại cho rằng là những bài hát thánh ca mà được sáng tác bởi những nhạc sĩ hải ngoại thì chưa có được đón nhận nhiều bằng những bài hát thánh ca và trong những nước. Người dạ trong nước. Thì cha nghĩ sao về cái nhận xét này? Thì thực sự thì khi mà tôi sáng tác thì tôi biết nó phải có cái hoàn cảnh. Khi mà tôi làm việc với người Việt thì tôi mới viết lại được nhiều bài thánh ca hơn. Khi mà tôi làm việc cho người Úc, thì tôi trong thời gian tôi làm việc ở giáo xứ Úc thì tôi cũng vẫn viết thánh ca bằng tiếng Việt, nhưng mà nó không có được, nhiều khi nó không có đụng chạm vào tâm tình của người giáo dân bằng khi mà mình làm việc với người Việt. Nhưng mà với lại thực sự trong trong hội nhạc sĩ công giáo hải ngoại là nói bao quát quá, ở bên Mỹ này ngay cũng rất là nhiều tiểu bang, rất là nhiều cộng đoàn, cái hoàn cảnh khác nhau. Rồi các nhạc sĩ cũng vậy, cũng nhạc sĩ trước có tên tuổi nhưng mà rồi có nhạc sĩ thì cũng mới xuất hiện thôi, dường như người biết mà rồi phổ biến thì là các cộng đoàn cũng không có phổ biến được nhiều bằng như bên Việt Nam. Cho đó mà những cái bài hát ở bên Việt Nam được đón nhận nhiều hơn là tại vì họ phổ biến ở bên trong nước. Rồi khi mà được nhiều người biết đến thì nó mới lan ra hải ngoại. Còn bên hải ngoại mình không chưa có lan được tới đâu thì làm sao mà nó phổ biến ra tất cả mọi nơi được. Thì có lẽ vậy. Con nghĩ đúng rồi, con nghĩ cũng đó một lý do. Điều đó nói lên là chúng con, những người ca đoàn, những người ca viên cũng nên tìm và gửi đến cho. Đôi khi những ca trưởng họ không có cơ hội để họ có những cái bài đó. Cho nên thật sự ai mà biết đến thì nên chia sẻ. Để rồi những bài hát hay này có thể được đến với từng ca đoàn. Tại ở đây có nhiều tiểu bang, những nơi xa thì họ cũng không có cơ hội để biết đến cho nhỉ. Rồi có một phần đó là chẳng hạn những cái bài người ta biết đến là nhờ có CD ra. Đúng rồi. Đó. Dạ, vâng, cái đó đúng. Nếu mà không có sản xuất được CD ra thì họ đâu có nghe được. Đúng rồi. Một số cái bài tôi nổi tiếng sau này là cũng nhờ trên Việt Catholic, chẳng hạn như bài Cây Viết Thì Nhỏ nổi tiếng, nhờ Việt Catholic phổ biến, người ta nghe, người ta thấy. Chứ còn nếu mà không có cái đó thì họ đâu ai biết đâu. Dạ, vâng, đó, nó là cái một trong nguyên do nữa mà tại sao mà những cái sáng tác mới sau này mà không được phổ biến ở hải ngoại là vậy vậy. Dạ vâng. Bây giờ con muốn quay trở lại cái bài nổi tiếng của cha. Đó là một trong những bài nổi tiếng của cha, đó là bài Một Niềm Phó Thác. Cha có thể chia sẻ cho chúng con biết được là cái hoàn cảnh sáng tác của cha bài đó. Và chắc chắn là nó có rất là thú vị, tại vì con được đón nhận như con nghĩ là cha cũng biết điều đó, là từ già trẻ mọi người, mọi lứa tuổi khi hát bài đó lên đều có một cái cảm xúc riêng của mỗi người, nhưng mà nó ở đâu đó nó rất là sâu. Cảm nhận của chính bản thân con không nói, nhưng mà con, ba của con là một người đã quên hết mọi sự, bị mất trí nhớ nhiều lắm, nhưng mà lại ngài chỉ nhớ có một bài đó. Và khi hát đến cái câu đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời thì đã rất là xúc động và khóc. Thì con nghĩ là một đâu đó nó đã in sâu vào trong đầu ba con mà đến nỗi cái được đánh động như thế nào. Đó là một cái điều mà con nghĩ là hạnh phúc đến chính con, mà cha ngày hôm nay con muốn chia sẻ để gửi đến cho cha là một người tác giả viết ra bài đó. Cảm ơn cha đã viết ra những dòng nhạc như vậy để có thể touch, để đụng đến trái tim những người giáo dân mà họ hát, họ được sốt sắng hơn. Thì cha có thể chia sẻ thêm về cái đứa con tinh thần này của cha. Cái bài đó lạ lắm, là tại vì tôi nhớ là đi giúp sứ năm 78, mà chắc Kim Thúy lúc đấy còn ở Việt Nam. Thì năm 78 ngay cái vùng Cái Sắn nhiều người về ăn cháo. Vâng. Phải không? Cái năm đó là năm đời sống rất là khó khăn. Ngay cả vùng lúa gạo mà lúc đó tại vì phân bón thuốc sâu không có, do đó mà lúa bị rụng rồi nó kia. Rồi năm đó lại năm lụt nữa. Nên mất trắng mùa, nhiều người sợ quá, do đó mà cái hoàn cảnh lúc đó vậy. Mà bây giờ mình hát những cái bài giọng lời con như trầm hương ở kia, nó không có thắt chỉ tới đời sống của họ. Tôi thao thức, tôi muốn viết một cái bài nào đó mà nó thực sự nó hợp với cái hoàn cảnh khó khăn trong lúc đó, để mà khi mà mình dâng lên Chúa thì mình diễn tả được cái tâm tình, những cái thao thức của mình. Thì tôi chỉ có nghĩ vậy thôi. Nhưng mà rồi trong một đêm tôi đang ngủ thì tự nhiên cái dòng nhạc nó chảy ra trong đầu tôi.
đánh thức tôi dậy. Nên tôi dậy lúc đó miền quê, đâu có đèn, đâu có điện, lúc đó không có điện, năm 78 nó khó khăn không có điện. Tôi bật cái đèn dầu lên, xong tôi ngồi tôi viết cái câu điệp khúc đó là một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Và nó ngưng. Xong rồi tôi trở về tôi ngủ. Xong rồi sáng dậy sớm đi lễ. Đi lễ xong rồi về tôi mới viết các câu tiểu khúc. À, nó tự nhiên nó như là một xuất thần nó trong tâm hồn mình nó bộc ra như vậy. À, ngay trong đêm. Như một cái linh hứng vậy. Mà tôi viết thì tôi chỉ viết vậy thôi, rồi tôi tập cho ca đoàn hát. Rồi cả nhà thờ họ hát. Mà lúc đó, ngay cái lúc đó là họ chẳng những họ hát lúc dâng lễ mà giờ chầu họ cũng bắt đầu bài hát đó. À, họ cũng bắt cái bài hát đó. Tại vì tự nhiên nó đụng chạm, có lẽ là tại vì nó đụng chạm tới tâm hồn mình. Nên mình nói lên được cái tâm, người nghệ sĩ là được cái đó. Đó là mình diễn tả cái điều mà người khác muốn diễn tả mà không diễn tả được. Mà cái tâm hồn tôi là tâm hồn nhạy bén cho đó mà mình đụng chạm được tới cái chiều sâu nhất cái hoàn cảnh đó, do đó mà nó hợp với tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh, mà nó dễ hát đơn sơ lắm, nó không kỹ thuật thì không sáng tác thì không có gì, nhưng mà thực sự nó tất là tất cả tâm tình nó rất là đơn sơ, nó xuất hiện như vậy, nó tự nhiên là nó đi thôi. Rồi cái bài hát đó từ đó làm sao mà nó đi lan tỏa ra? Thì họ nghe được xong rồi họ cứ đi truyền nhau vậy thôi. Họ ghi ra rồi họ hát. Con nghe nói cha không còn bản thảo đó nữa. Không có bản thảo nó tôi mất. Tại vì về sau tôi đi vượt biên nhiều lần là tôi mất hết. Tất cả mọi kỷ niệm của tôi là bị xóa trắng hết. Không còn một cái gì hết. Đây là những gì họ ghi lại. Họ ghi lại. Mà hồi đó thì cha chưa có ra CD. Chưa. Cho đến lúc đó thì họ đã đi. Họ đi khắp cả các nơi họ hát rồi. Nhưng mà cho đến khi mà tôi ra cái cuốn CD một niềm phó thác đó là lúc đó là một trong những cái CD mà tôi ưng ý nhất. Tại hồi đó nhạc sĩ Quốc Dũng hòa âm. Nhạc sĩ Quốc Dũng hòa âm mà những cái bài trong đó chẳng hạn Lênh Đênh Phận Người, một niềm phó thác, Lênh Đênh Phận Người, Tình Chúa Yêu Con kia, nó phổ biến. Khi mà nó phổ biến đi thì họ mới biết tác giả thôi, còn nó nổi tiếng trước tác giả. Cái bài một niềm phó thác. Tạ ơn Chúa mọi sự, con nghĩ là Chúa đã sắp xếp. Vâng. Và Chúa muốn cha là người đã viết cái bài đó để rồi nó đụng đến tâm hồn tất cả mọi người trong mỗi cái hoàn cảnh. Nếu mình ngay cả đến bây giờ cái hoàn cảnh bây giờ vẫn có thể áp dụng hàng ngày khi mà hát cái bài đó lên. Mọi người đều nghĩ mà cái bài đó nó cũng đụng chạm tới tôi nữa. À vậy hả cha? Tại vì sau năm 81 thì tôi đi vượt biên. Lần đầu xong rồi tôi bị bắt ở tù. Mình đang ở nhà tu vào nhà tù. Xong rồi ra thì tôi lúc đó tôi hơi thất vọng. Thất vọng với Chúa nữa. Cho đó mà tôi không đi lễ nhà thờ gì hết. Cho đến sau 2-3 tháng sau khi mà tôi ra tù, tôi hôm đấy buổi chiều hôm đó tôi cảm thấy cô đơn quá, cảm thấy trống rỗng quá. Tôi mới tới nhà thờ. Tôi phải dừng lại đấy chứ. Nào bây giờ con mới biết cha là người rất là tình cảm. Rất là tình cảm. Rất là dễ khóc. Nên nó có chữ mộng là vậy. Thế rồi khi mà tôi tới nhà thờ thì tôi quỳ dưới cuối nhà thờ. Nhà thờ rất là lớn, chứa được cả hơn 1000 người. Tôi quỳ dưới cuối. Thì hôm đấy là ngay chiều thứ 6 đầu tháng, có giờ chào. Thì tôi, khi tôi quỳ tôi có giờ chào thì cả nhà thờ người ta hát cái bài đó. Rồi cái như một cái luồng điện đó, nó truyền từ trên gáy rồi xuống. Lúc đó tôi mới nhận ra là như thế này. Thực sự Chúa không có bỏ mình. Chúa không bỏ mình. Mình bỏ Chúa rồi, Chúa không bỏ mình. Suốt thời gian tôi bỏ Chúa, tôi không có đi lễ nhà thờ nữa. Ở trong tù thì không được đi lễ nhà thờ. Nhưng mà về tôi cũng không đi lễ nhà thờ. Nhưng mà Chúa vẫn ở bên cạnh mình. Nên về sau này khi mà tôi đi tù lần thứ hai,
Tôi đi về biên lần thứ hai năm 82, cho tới năm 85 tôi mới được thả. Nhưng mà khi bị bắt lần thứ hai là tôi rất là bình thản. Mình phó thác cho Chúa. Vâng. Chúa có đường của Chúa, lúc đó mình mới nhận ra cái đường của Chúa. Nếu mà tôi đi lần đầu tiên, chưa chắc tôi đã trở lại đi tu. Dạ, dạ. Cho đó mà Chúa làm việc cái đường của Chúa. Nên cái bài hát đó nó đụng chạm với nhiều người là vậy. Ngay chính tôi cũng bị đụng chạm khi mà tôi được nghe người ta hát. Cho nên con nghĩ chính thật sự là vậy. Chính đụng chạm đến người nhạc sĩ cho nên viết lên được những câu rất là thật, những rất là tâm tình. Và nói như cha nói, thật sự bài hát đó nó áp dụng cho mọi người và cho mình thấy là Chúa ngay bên cạnh. Nên vừa Kim Thúy cho tôi coi cái quay cái ông cụ hát á, bà Kim Thúy hát rồi thấy cái ông bỏ con mồ côi, ông cụ khóc. Nó đụng chạm tới ông cụ. Tại vì nó cũng đụng chạm tới tôi nữa. Tôi cũng đã khóc vì cái bài đó. Tạ ơn Chúa cha nhỉ. Dạ vâng, con xin chúc mừng cha. Cảm ơn. Một cái món quà mà Chúa đã gửi đến cho cha rồi cha lại chia sẻ đến mọi người. Cái đó là Chúa ban cho mình cái tài năng để mình diễn tả cái điều mà ấy, mình ca tụng Chúa để giúp cho người khác cầu nguyện. Thì cái đó là mình chỉ làm cái nhiệm vụ của Chúa ban thôi. Chứ còn cũng như là quý vị làm cái chương trình này vậy, làm không công quá phải không? Để mà mình lấy giúp cho người khác nâng tâm hồn lên với Chúa. Dạ vâng, nãy giờ thì cha con mình đã nói về bài hát đó, cái hoàn cảnh, cái bài hát đó nó hay như thế nào. Thì chắc chắn là quý vị khán thính giả cũng, những người nào chưa nghe hoặc đã nghe rồi thì một lần nữa, xin mời quý vị một lần nữa nghe lại bài hát Một Niềm Phó Thác do linh mục nhạc sĩ Nguyễn Mộng Huỳnh đã viết ngay sau đây để cảm nghiệm được những gì cha vừa chia sẻ. Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Âm thầm là từng gánh phong trần mà tay trắng bàn tay, mà tay trắng bàn tay. Có chi dâng Ngài, con chỉ có con tim này. Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Rượu bánh tinh tuyền cùng ngàn nỗi ưu phiền, nguyện dâng Chúa ngày đêm, nguyện dâng Chúa ngày đêm. Lễ dâng mọn hèn, lòng thành kính con đáp đền. Âm thầm là từng gánh phong trần mà tay trắng bàn tay, mà tay trắng bàn tay. Có chi dâng Ngài, con chỉ có con tim này. Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai.
có con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Rượu bánh tinh tuyền cùng ngàn nỗi ưu phiền, nguyện dâng Chúa ngày đêm. Lễ dâng mọn hèn lòng thành kính con đáp đền. Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Và bây giờ chúng ta trở lại, như cha đã nói, thánh ca nó quan trọng như vậy. Sau khi cha chia sẻ, con thấy là như rõ ràng như thế. Thánh ca nó làm cho nâng tâm hồn của người tín hữu, nó đánh động được người tín hữu. Vậy thì cha có cái mong ước gì về nền thánh nhạc của Việt Nam hải ngoại? Thì tôi mong ước là khi mà Chúa ban cho mỗi người tài năng, khi mà chúng ta viết, trước hết là muốn viết được một bài thánh ca mà thực sự nó có tâm tình cầu nguyện, nó giúp cho người khác cầu nguyện, thì chính mình cũng phải sống cái đời sống cầu nguyện. Mình viết thánh ca nó khác viết nhạc đời. Dĩ nhiên là cũng phải có cảm hứng, cũng phải có năng khiếu. Nhưng mà mình phải trau dồi tâm hồn mình. Thực sự mình có tâm tình, thực sự mình cầu nguyện thì mới giúp được người khác cầu nguyện. Tại vì hát hay là cầu nguyện hai lần, thì viết được một bài thánh ca hay thì cầu nguyện gấp nhiều lần, tại vì mình giúp cho rất là nhiều người được cầu nguyện. Tôi chỉ có mong ước như vậy thôi. Con cảm ơn cha những lời chia sẻ rất là chân tình. Và thay mặt cho Tin Vui Media, chúng con cảm ơn cha đã dành thời gian quý báu của cha từ bên Úc Châu qua bên này để cho chúng con có một buổi gặp gỡ ngày hôm nay rất là quý báu. Và chúng con xin kính chúc cha luôn an vui, khỏe mạnh, để rồi cha tiếp tục cho ra những bài hát thật là tâm tình và sốt sắng cho chúng con. Và xin chúng con cũng cha, nếu mà con xin cha, nếu cha có lời gì muốn gửi đến quý khán thính giả. Vâng, cảm ơn chị Kim Thúy, cũng cảm ơn tất cả những người mà đã thực hiện cái chương trình này, tạo cho tôi cơ hội để tôi có cơ hội để chia sẻ những cái tâm tình của mình đối với khán thính giả của Tin Vui Media. Và xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả đã bỏ thời giờ ra theo dõi cái chương trình này của chúng tôi. Vâng, Kim Thúy xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.